Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, cuộc đời này quả thật không phải là toàn vẹn. Chúng ta sống ở đời, gặp phải những sóng gió, ít ai được một cuộc đời phẳng lặng từ ngày sinh ra cho đến ngày nhắm mắt. Cuộc đời là sóng, gọi là biển đời. Biển thì có bao giờ mà không có sóng đâu. Và chúng ta nhớ tám ngọn gió trong Kinh Phật nói thường xuyên thổi đến với mỗi chúng ta, gọi là bát phong, lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ và lạc. Theo luật nhân quả, thì một việc làm, một câu nói, một ý niệm, suy nghĩ đều dẫn đến một kết quả nhất định. Những lời lẽ thâm độc, làm nhục người khác chính là thể hiện của người không có đạo đức, thiếu văn minh. Từ đó, hạ thấp uy tín của bản thân mình. Đó là nội dung xung quanh câu chuyện lời nói ác khẩu sỉ nhục là đang đẩy con người vào con đường tội lỗi mà chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn sau đây. Việc bị sỉ nhục thuộc một trong bát phong của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Ở đây là ngọn gió hủy, hủy nhục mình, sỉ nhục mình, vu khống cho mình, làm nhục mình. Đó là một ngọn gió, nó sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta, không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ, không mấy ai được toàn vẹn cả đâu. Đến Đức Thế Tôn của chúng ta còn bị người ta hủy nhục, ganh ghét, đố kỵ, ác hại Phật, hãm hại. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn còn bị thì huống hồ là chúng ta. Cuộc đời này không bằng phẳng êm đẹp mà luôn tồn tại những sóng gió, bão táp. Ngay cả Đức Phật Thích Ca, bậc trí tuệ toàn giác, có tâm từ bi yêu thương tất cả chúng sanh, mà còn bị hủy nhục lăng mạ ganh ghét. Vậy, việc chúng ta bị sỉ nhục đố kỵ cũng là điều rất bình thường trong cuộc sống này. Hãy lắng nghe câu chuyện sau đây để biết Đức Phật đã hành xử như thế nào khi bị sỉ nhục. Câu chuyện thứ nhất, khi còn tại thế, có một lần Đức Phật đi giáo hóa tại vùng Bà La Môn. Khi đến đây, các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Đức Phật nhiều quá nên sinh lòng ghen ghét. Họ ra đón đường và mắng chửi Đức Phật. Trước những lời nhiếc móc, sỉ nhục khó nghe, Đức Phật vẫn đi thông thả, còn những người kia cứ tiếp tục đi theo sau chửi. Thấy Đức Phật thản nhiên làm thinh, các tu sĩ Bà La Môn càng thêm tức giận, chặn Phật lại hỏi: "Cụ Đàm, ông có điếc không?" "Ta không có điếc." "Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?" "Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đó về tay ai?" "Quà ấy về tôi chứ ai." "Thì cũng vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi." Câu chuyện thứ hai, có một ngày nọ, Đức Phật đang ở trong tịnh xá giữa rừng trúc. Có một tu sĩ theo đạo Bà La Môn mang vẻ mặt hung hổ xông vào. Bởi vì những người thân trong gia tộc của tu sĩ Bà La Môn này đều xuất gia theo Đức Phật, khiến cho người này vô cùng tức giận, độc mồm độc miệng, chửi bới xối xả Đức Phật. Trước những lời khó nghe đó, Đức Phật chỉ im lặng lắng nghe sự vô lý của người này. Đợi cho đến khi ông ta chửi xong, Đức Phật mới hỏi: "Bà La Môn à, nhà ngươi có khi nào đột nhiên có khách không?" Bà La Môn vẫn tức tối đáp: "Đương nhiên là có, hà tức chi phải hỏi?" Đức Phật điềm tĩnh hỏi tiếp: "Vậy có khi nào ngươi làm cơm tiếp đãi họ hay không?" Bà La Môn tỏ vẻ khinh thường trả lời: "Đương nhiên là có." Phật Đà lại hỏi tiếp: "Giả sử lúc đó vị khách từ chối không ăn, vậy thì những món ăn này thuộc về ai?" Bà La Môn trả lời: "Nếu mà khách không ăn thì tất nhiên là tôi phải ăn rồi." Đức Phật nhìn Bà La Môn với ánh mắt từ bi rồi nói: "Bà La Môn à, hôm nay người đứng trước mặt ta nói những lời rất xấu tệ, nhưng ta lại không nhận chúng. Những lời nhục mạ này cũng giống như món ăn kia, nếu ta không nhận thì chẳng phải ngươi sẽ phải nhận hết hay sao?"
Sau đó Đức Phật còn thuyết giảng thêm rằng, người căm giận mình căm giận lại là chuyện không nên. Người khác căm giận mình không căm giận họ chính là đã đạt được hai thành công. Dùng chính niệm tự trấn tĩnh chính là chiến thắng chính mình, cũng là chiến thắng người khác. Vị tu sĩ Bà La Môn này về sau đã xuất gia theo Đức Phật và đạt quả vị La Hán. Thưa quý vị và các bạn, qua hai câu chuyện bên trên có thể thấy rằng có người mắng, có người kêu tên Đức Phật để chửi, nhưng Ngài không nhận. Đó chính là trí huệ đỉnh cao của Ngài. Còn người phàm chúng ta lại rất dễ để tâm đến những lời nói bóng gió. Nói bóng gió ở đâu đâu chưa chắc đã nhằm trực tiếp vào mình, để rồi sinh ra buồn, sinh ra giận. Như vậy mới thấy Đức Phật không hề chấp, không hề buồn với những lời cuồng dại của chúng sanh. Theo quan điểm của Phật giáo, mỗi người sống trên cõi đời này đều có một trình độ đức hạnh riêng của họ. Trong cuộc sống, vì duyên tiền định qua nhiều kiếp đầu thai, người ta khó lòng tránh khỏi việc bị lạm dục, phỉ báng, chỉ trích một cách độc ác chỉ vì bị ganh ghét. Đối mặt với những chuyện không vui đó, mỗi người lại có một cách đối xử với lời nhục mạ khác nhau tùy vào trình độ đức hạnh của họ. Lời Phật dạy về lời sỉ nhục rằng, thí dụ, người ác mắng chửi lăng mạ người lương thiện, người thiện không nhận những lời khó nghe đó thì người ác giống như ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Nước bọt khi ấy không văng lên trời cao mà rơi ngay xuống mặt người phun. Thế cho nên, người nhận thì mới sinh hờn giận, đau khổ, người không nhận thì an vui, hạnh phúc. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy rằng, không nên quan tâm chuyện thế gian, không nên loan truyền các loại tin đồn, tức là chuyện trên thế gian thường là những điều thị phi, tranh chấp hơn thua, đố kỵ. Còn các tin đồn thường là vô căn cứ, không có xác thực, không được kiểm chứng, làm hại thanh danh người khác. Tất cả đều làm tâm trí của mình xao động bất an. Con người sở dĩ đau khổ là do si mê, chỉ một lời nói nặng hơn cứ mãi ôm ấp trong lòng, vậy nên mới khổ đau triền miên không dứt. Chúng ta muốn tu hành, nói theo gương của Đức Phật, cần phải bỏ hết những thói hư tật xấu. Với những lời nói khó nghe, xúc phạm của người khác, đừng quan tâm, như thế mới được an vui. Một hôm có hai mẹ con nhà kia cùng nhau đi chợ. Xong, sau khi đã mua bán xong, lúc đang trên đường trở về, bỗng đâu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, chạy đến trước mặt họ và bắt đầu buông lời sỉ nhục. Bà ta chặn hẳn đường hai mẹ con và dùng những từ ngữ khó nghe nhất để chửi bới. Thế nhưng thật kỳ lạ là người mẹ không hề tỏ ra ngạc nhiên hay là tức giận, mà chỉ bình tĩnh nhìn người phụ nữ kia một cách dửng dưng, sau đó giắt tay cậu con trai bỏ đi. Sự việc thu hút sự chú ý của những người xung quanh, và một số người đang đi trên đường cũng dừng lại xem chuyện gì xảy ra. Người ta đoán rằng hẳn là người mẹ kia đã làm ra chuyện gì rất có lỗi với người phụ nữ nọ, nên khi bị xúc phạm nặng nề như vậy mà chị ta không dám phản đối hay nói lại. Vì thế trước tình cảnh này, người ta hoặc là đứng im nghe ngóng hoặc là bỏ đi, không ai muốn can thiệp hay là giúp đỡ người mẹ. Thế vậy, người phụ nữ kia lại càng lấn tới. Lần này, bà ta đi theo và chặn hẳn đường đi của người mẹ, tiếp tục sỉ nhục. Thậm chí bà ta không chỉ xúc phạm trực tiếp người mẹ, mà còn động chạm tới cả gia đình, người thân, con cái của chị. Dùng tới những từ ngữ còn nặng nề hơn cả lúc trước. Thế nhưng, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến khó hiểu của người mẹ. Chị dẫn ta ra không chút quan tâm, thậm chí còn mỉm cười nhẹ trước khi bước đi. Cuối cùng, người phụ nữ lạ mặt kia dường như đã mất quá nhiều sức lực từ việc mắng mỏ, chửi rủa bà mẹ. Có chút mệt mỏi và chán nản. Chẳng bao lâu sau, bà ta bỏ đi mà không nói năng gì nữa. Đến lúc này, cậu con trai mới bắt đầu hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại không nói gì hay làm gì trước những lời xúc phạm của bà ta mà chỉ mỉm cười như thế? Bà ta đúng là kẻ xấu xa và giỏi đặt điều. Lúc đó con đã rất tức giận đấy.
Trước câu hỏi ngây thơ của cậu con trai, người mẹ lại mỉm cười, sau đó từ tốn nói: "Để khi nào về nhà, mẹ sẽ nói lý do cho con." Cậu bé khi nghe mẹ nói thế thì vô cùng hiếu kỳ, chỉ mong về nhà nhanh nhanh để còn nghe câu trả lời. Cậu đoán chắc phải có lý do gì đó bí mật lắm thì người mẹ mới không thể nói ngay trên đường mà phải đợi về đến nhà. Có lúc cậu lại mơ hồ đoán rằng hay người mẹ đã làm chuyện gì có lỗi với người phụ nữ kia nên mới không thể nói ngay lúc này với cậu. Chính vì thế, khi về tới nhà, cậu đã không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để được nghe câu trả lời của mẹ. "Mẹ ơi, mẹ có quen biết người phụ nữ kia không? Sao bà ta lại xúc phạm mẹ nặng nề tới vậy?" cậu bé hỏi. "Mẹ chưa bao giờ gặp bà ta. Có lẽ bà ta đã nhầm mẹ với ai đó," người mẹ đáp. Cậu bé khi nghe mẹ nói đến thế thì vô cùng hiếu kỳ. "Thế tại sao mẹ không giải thích cho bà ta hiểu? Tại sao mẹ lại phải chịu những lời nói cay nghiệt đó?" cậu bé lại thắc mắc. Người mẹ không nói gì, lẳng lặng ra sau nhà, cầm theo một chậu quần áo bẩn, đưa con trai và nói: "Con hãy cởi bộ quần áo trên người ra, rồi mặc số quần áo bẩn này vào." "Không, không, con không mặc đâu. Sao con có thể cởi quần áo sạch rồi lại mặc quần áo bẩn vào người được? Chúng hôi lắm." Cậu bé vô cùng kinh ngạc trước yêu cầu của người mẹ và phản đối ngay. "Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của con lúc trước đấy," người mẹ bình thản nói. "Ý mẹ là sao à?" cậu bé vẫn chưa hiểu. "Đống quần áo bẩn với mùi hôi hám kia chính là những thứ mà người khác cố tình dứt vào người con. Chúng chính là những lời nói tiêu cực mà họ nhắm vào con. Còn việc con có chấp nhận mặc chúng lên người, chịu đựng cái thứ mùi hôi hám đó hay không lại là quyết định của chính bản thân con. Nếu con tiếp nhận những lời nói tiêu cực đó, chính là con đang bắt bản thân con phải chịu đựng sự khó chịu. Còn nếu con bình thản kiên quyết không tiếp nhận chúng, không để chúng ảnh hưởng đến tâm trạng của con, thì chẳng ai có thể làm con cảm thấy tồi tệ cả. Giờ con đã hiểu tại sao mẹ lại có phản ứng như vậy chưa?" người mẹ giải thích cho cậu bé. Điều cốt lõi trong giáo lý của nhà Phật chính là từ vô ngã. Khái niệm này có nghĩa là không có cái gì là của ta, cho nên cũng không có cái gì thực là của ta. Đó chính là triết lý cao thượng mà chúng ta cần nghiên cứu và học hỏi, suy tư thấu đáo, để khi gặp phải tình cảnh bị người khác nhục mạ, hủy hoại danh dự, ta vẫn có thể giữ được tâm trí bình thản. Cần phải nhớ rằng, khi một người buông lời chửi mắng sỉ nhục bạn, nếu bạn không nhận lời chửi mắng đó, thì sẽ không muộn phiền gì nó. Một người bị sỉ nhục, nhưng có thể dùng cái tâm thái thản nhiên ung dung bình tĩnh mà đối đãi với mọi người, tức là đã có phong độ của một trí giả, bậc đại trí huệ. Để có thể đạt được đến cảnh giới này, phải là người thực sự có tu dưỡng mới làm như vậy được. Đó được gọi là sự nhẫn nhục của tâm lý, tức là người nhẫn nhục trước nghịch cảnh của bản thân, không có ý nghĩ than trách trời đất hay than thân trách phận. Người nhẫn nhục trước cảnh bị hành hạ sát thân hay bị vu oan giá họa, nhục mạ đủ điều cũng đều nhẫn cả. Chỉ giải thích một cách chân thật, không hề có ý nghĩ tức giận, trong lòng không nổi lên oán hận tâm hờn sẽ trả thù sau này. Lời nói ra có thể mang đến tác dụng tốt mà cũng có thể là lưỡi dao sắc bén khiến người nghe bị tổn thương. Những lời nói quan tâm an ủi có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi tâm trạng buồn bã. Lời nói nhã nhặn, khuyên răn kịp thời có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, từ đó dần làm thay đổi những hành vi việc làm bất thiện. Còn ngược lại, những lời nói ác khẩu sỉ nhục lăng mạ có thể đẩy con người vào vực thẳm tội lỗi, khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Những người thường dùng lời lẽ thâm độc để mắng nhiếc làm nhục người khác trong cuộc sống hàng ngày, trước hết chính bản thân người ấy đã thể hiện bản chất thiếu đạo đức, thiếu văn minh trong lời nói, từ đó làm hạ thấp uy tín của bản thân,
khiến cho người xung quanh dần dần xa lánh họ. Quý Phật tử và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì nên không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Trong chương trình này hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn một vấn đề khá phổ biến và quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, đó là nói năng không thể tùy miệng, làm việc không thể tùy tâm, làm người không thể tùy ý. Tặng lời nói thiện cho người khác đúng cách, đúng lúc, đôi khi chẳng khác nào tặng châu báu vàng ngọc. Trước hết là nói lời phải chân thành. Nói năng vừa là chuyện dễ nhất cũng vừa là chuyện khó nhất. Mở miệng ra nói chuyện, chân thành là yêu cầu cơ bản nhất. Sức hút của lời nói không nằm ở việc ăn nói trơn tru trôi chảy hay là bùi tai tới đâu, mà nằm ở sự chân thành. Có người từng nói, đàn bà chanh chua, đứng mắng nhau giữa phố, cũng có thể thao thao bất tuyệt. Người chào hàng cũng có thể thao thao bất tuyệt, nói năng bùi tai. Nhưng chúng ta lại không cho rằng họ là những người biết ăn nói. Chân thành là chìa khóa để mở cửa tâm hồn của một người, là làn gió xuân mát liệm thổi hồn vào lòng người. Nói năng chân thành chính là xem trọng đối phương, đặt đối phương vào trong trái tim của mình. Có hai học trò nọ cùng đi học ở một trường. Sau khi học xong thành tài, cả hai đều lựa chọn về quê nhà lập nghiệp. Một người nói với người kia, 2 năm sau tôi nhất định sẽ đến nhà chào hỏi cha mẹ cậu. Vậy là hai người hẹn ngày với nhau. Tới ngày hẹn, anh học trò nói mẹ chuẩn bị mâm cơm để đón tiếp bạn đến chơi nhà. Người mẹ nói, lời hứa của 2 năm trước liệu người ta có còn nhớ? Một lúc sau, người bạn kia quả nhiên tới như lời đã hẹn. Nói lời thì phải giữ lời. Chuyện gì làm được thì hãy nói, còn không làm được thì đừng có bốc phét, nói bừa. Suy nghĩ trước khi nói. Người xưa thường nói, lời nói ra như bát nước đổ đi. Một khi đã nói ra rồi, tuyệt đối sẽ không thể rút lại được nữa. Vì vậy, trước khi muốn nói gì, hãy uống lưỡi 7 lần. Sự tổn thương mà lời nói mang tới cho người khác là vô hình, nhưng không thể vì không nhìn thấy mà lựa chọn bỏ qua nó. Nhiều khi chỉ một câu nói của bạn thôi, nhưng cũng có thể khiến người khác tổn thương cả một đời. Có một cậu bé nọ thường xuyên nổi nóng với mọi người. Một hôm, ba của cậu đưa cho cậu một túi đinh, rồi bảo cậu mỗi lần tức giận thì hãy đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. Túi đinh chẳng mấy chốc mà đã hết. Sau này khi cậu bé dần dần học được cách nói chuyện tử tế hơn với mọi người, ba cậu lại bảo cậu bé ra gỡ những chiếc đinh cậu đóng trước đó xuống. Lúc này cậu bé phát hiện ra rằng hàng rào còn lại vô số những lỗ nhỏ không thể sửa được. Lời một khi đã nói ra, nó sẽ giống như những lỗ đinh kia, để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó bạn có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, có bù đắp bao nhiêu thì tổn thương vẫn sẽ luôn còn tồn tại. Vậy trước khi nói hãy uống lưỡi 7 lần. Hãy nghĩ xem lời mà bạn sắp nói liệu có khiến người khác tổn thương hay không. Đừng bao giờ tưởng vô duyên là thẳng thắn. Nhiều người tự nhận mình xuất sắc nên luôn biết đâu là lời không nên nói và lời nên nói. Thế nhưng chúng ta hãy lắng nghe lời răn sau đây của Đức Phật mới thấy ta đã chủ quan và sớm tự mãn như thế nào. Có câu chuyện kể lại rằng, thời Đức Phật còn tại thế, có một vị đại thần thuộc tầng lớp Bà La Môn của đất nước Magadha hùng mạnh thời đó đến thăm Ngài ở Savatthi. Vị đại thần rất tự hào về bản thân mình. Ông nói với Đức Phật rằng, phàm là những thứ tôi tận mắt nhìn thấy, tôi đều có thể miêu tả lại một cách chuẩn xác. Phàm là những lời tôi tận tai nghe được,
tôi hoàn toàn có thể trần thuật lại toàn bộ những gì đã nghe. Phàm là những thứ tôi cảm nhận được, tôi đều có thể nói ra hết dựa theo những gì đã cảm nhận được. Từ trước tới giờ chưa bao giờ sai. Đức Phật không hoàn toàn đồng ý với những gì vị đại thần này nói. Ngài Ôn Tồn đáp lời: ta không nói đại thần nên hay không nên nói hết ra tất cả những gì ông nghe thấy hay ông biết. Nếu như nói ra tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, những gì ta biết mà khiến cho những điều bất thiện tăng lên và những điều thiện giảm đi, vậy ta sẽ không nói. Ngược lại, nếu việc đó có thể làm cho những điều bất thiện giảm đi và những điều thiện tăng lên, ta sẽ nói ra. Tương tự như thế, những điều nghe thấy hay những điều cảm nhận được cũng vậy. Vậy, bài học ở đây là gì? Có thể thấy, qua cuộc đối thoại trên, Đức Thế Tôn và vị Đại Thần, trong khi vị này tự hào vì những gì mình biết, nghe hay cảm nhận sẽ được ông miêu tả lại chính xác, không sai lời nào, thì Đức Phật không quan tâm tới những điều đó. Ngài không chỉ dừng lại ở những thứ mà vị kia đang khoe khoang, tự mãn về bản thân, mà Ngài chỉ tập trung vào việc xem xét lời mình nói ra có mang lại lợi lạc cho người hay không mà thôi. Thay vào việc chỉ tập trung vào bản thân, thì Đức Phật quan tâm tới cảm nhận của người xung quanh mình. Đó mới chính là đỉnh cao của hiểu biết, trí tuệ, vì nó không chỉ gói gọn ở một góc nhìn cá nhân, mà nó có tính bao quát rộng lớn, chỉ ai có tầm nhìn, hiểu biết nhất định mới nhận ra. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, Đức Phật luôn cân nhắc lời gì cần nói trước khi phát ngôn và không hề xem nhẹ chúng. Vì thực tế, có những câu nói không suy nghĩ, có những lúc sẽ gây tác hại ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí là rước họa vào thân. Điều ta biết và điều ta nói hoàn toàn khác nhau. Những điều ta biết, ta nghe, ta cảm nhận được tưởng là có cơ sở, nhưng không hẳn là như vậy. Do đó, ta cũng chỉ nên giữ riêng cho mình. Không phải điều gì cũng có thể nói ra, vì khẩu nghiệp không chỉ là nói lời ác độc, nghiệt ngã với người khác, thậm chí lời nói vô ý, nhưng gây hại cho người khác mà mình không biết cũng được xem là khẩu nghiệp. Trở nên tin quá vào điều ta biết, nghe hay là nhìn thấy. Trong cuộc sống vì thế đừng cố chấp quá vào điều ta biết, nghe hay là cảm nhận, và tin tưởng rằng chúng đúng 100%. Vì có những thứ tưởng là thấy, nhưng không phải là sự thật. Chính bậc cao nhân như Khổng Tử cũng đã từng phạm sai lầm khi quá tin vào điều mình thấy. Chuyện kể lại rằng, trong một lần Khổng Tử thấy học trò của mình bốc cơm ăn ngay trong nồi. Bữa đó, trước khi ăn, ông mắng đồ đệ sao ăn vụng trước thầy cùng huynh đệ. Người học trò nghe xong nói rằng: con xin thầy thứ lỗi, con không có ăn vụng, mà là trong lúc nấu, vô tình tro bếp bay vô gốc nồi. Con lấy cơm có dính tro ấy ăn, vì không muốn thầy và huynh đệ bị ảnh hưởng. Bây giờ Khổng Tử mới than rằng: đúng là ta trách quan trò, vì sự vội vàng nhận định của mình bằng mắt thấy tai nghe. Rồi Khổng Tử dạy: có những việc mắt thấy tai nghe chưa hẳn đã đúng, đừng vội phán xét mà oán cho người. Cuộc đời này mọi thứ cứ mập mờ, đúng sai như vậy, nên đôi khi ta muốn sự rõ ràng cũng là điều không thể. Điều ta biết cũng chỉ hạn hẹp trong vốn kiến thức, góc nhìn của mình mà thôi. Do đó, hãy chọn thái độ sống vô tư hơn, đừng quá bám chấp vào bất cứ thứ gì khiến cho khổ mình và khổ cả người. Đó là lý do có nhiều lúc Đức Phật giữ im lặng, không tranh luận hay giải thích gì thêm, vì điều đó không cần thiết nữa. Ta cũng nên học hỏi để biết im lặng khi cần, dành nhiều thời gian hơn để quay vào bản thân, tôi luyện chính mình nhiều hơn. Thế nhưng, qua câu chuyện cuộc sống về im lặng, để biết im lặng như Bồ Tát không dễ dàng. Ta cũng cần phải tu tâm mới mong có được điều đó, vì tâm của ta luôn thích thú tò mò với những điều thị phi của người đời. Nên tập trung lời nói, khiến điều bất thiện giảm đi, điều thiện tăng lên.
nếu im lặng là khó, thì ta có thể học cách nói ra. Nhưng theo lời chỉ dẫn của Đức Phật, đó chỉ nên là những lời giúp gia tăng điều thiện. Đó phải là những điều tốt đẹp, mang lại niềm vui cho người khác. Để tránh xa những điều bất thiện, trước hết hãy học cách hạn chế ngồi lê đô mách để nói chuyện về người khác. Về cơ bản, những nhận định về một người thường mang tính chủ quan, không mang tính xây dựng. Chính việc ta nhìn hay nghe thấy còn bị hiểu sai, huống gì là chuyện được kể lại qua người này tới người khác, thì đã bị tạm sao thất bản mất rồi. Đó là chưa kể những câu chuyện được kể, chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, cũng là một dạng tin đồn với nhiều nội dung được suy diễn, quy chụp, thiếu kiểm chứng, thì càng nhất định không nên tham gia vào bất cứ dưới hình thức nào. Cách dễ nhất để trò chuyện, để nói lời giúp điều thiện có thể tăng lên, đó là chỉ nên tập trung nói những lời khuyến khích động viên ai đó tiến bộ, biết kỷ luật, tôi luyện bản thân. Những người này tốt lên thì những người xung quanh của họ chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Thí dụ như một cấp trên muốn chê nhân viên của mình về điểm yếu của họ, thì cũng hãy dừng lại, nghĩ về điểm mạnh, điều nhân viên đó đã làm được để khơi dậy tinh thần của họ. Tâm lý chung của hầu hết chúng ta là phải chỉ ra lỗi sai, chê bai điểm yếu, rồi cho rằng mình đang có ý tốt, chỉ muốn họ nhận ra lỗi lầm, sớm chỉnh sửa. Thế nhưng điều này chỉ làm nhục đi ý chí của người khác. Nhiều người thậm chí chán nản và không muốn tiếp tục nữa, vì nghĩ rằng mình yếu kém, không thích hợp. Bạn cần hiểu rằng, mỗi người luôn có điểm xấu và điểm tốt cùng song hành, như đồng xu có hai mặt vậy. Thay vì tập trung vào điểm xấu của họ, ta hãy quan tâm hơn về điểm tốt, khơi gợi nó ra thì bạn thậm chí có thể chuyển hóa một tội phạm trở thành người tốt, lương thiện đó. Vì theo lời Đức Phật dạy về cuộc sống, có câu, đời là bể khổ, quay đầu là bờ, buông dao xuống đất, thành Phật tại chỗ. Có nghĩa là, chỉ cần một người đã từng mang tội, nhưng khi họ sẵn sàng làm điều tốt thì họ cũng có thể trở thành Phật. Vì thế, sống trong cuộc đời này, luôn thể hiện sự bao dung, luôn nhìn về mặt tích cực của người khác, để cho người ta và chính mình có một cơ hội để sống lương thiện bằng những lời hay ý đẹp bạn nhé. Lời Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Giá trị tinh thần của lời nói. Tại sao tu tâm không bằng tu khẩu? Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Quả vậy, nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật. Vết thương trên thân thể, theo thời gian, có thể lành lại. Nhưng vết thương từ lời nói, có thể in mãi trong lòng, thấu tận tâm can. Lời nói là vô hình, mà từ xưa đến nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt. Ác khẩu làm cho anh chị em xa lánh, bạn bè tốt rời xa, gia đình ly tán. Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người. Ai trên đời cũng có lòng tự trọng. Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác. Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy. Bằng không, phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần. Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích người chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý kiến, lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự mình điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh quà cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp,
tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ắt sẽ xa lánh, quyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Có nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy, đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết. Cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than. Vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo, thì phải học cách cảm tình bản thân. Chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Lời nói là thứ ngôn ngữ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày, là phương tiện kết nối, truyền đạt, đem lại sự thấu hiểu lắng nghe, giúp đỡ con người với con người về mặt tinh thần, an ủi khi buồn, chia sẻ khi vui. Giá trị tinh thần mà lời nói đem lại sẽ giúp con người chúng ta vượt qua nhiều nghịch cảnh, nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng không ít lời nói lại làm mất lòng nhau, gây cho nhau sự đau khổ, tổn thương lẫn nhau. Trong giới khoa học, lời nói giúp truyền tải các quan điểm nghiên cứu để khoa học được tiếp thu phát triển. Trong công việc, lời nói là cách thức trao đổi, làm việc nhóm, góp ý, động viên nhau. Trong đời thường, lời nói là sự bày tỏ yêu thương, chia sẻ cùng nhau, là cách nói năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Lời nói là một thứ ai cũng có, là một bản năng của con người. Ai cũng có quyền được nói lên suy nghĩ của mình, được nói lên những cảm nhận về người khác. Lời nói còn là phương tiện để trao đổi thông tin, bộc lộ tình cảm. Với những giá trị mà lời nói mang lại đã đủ để cho thấy tầm quan trọng của nó. Nhưng lời nói lại không mất tiền để mua, mà vẫn có thể nói được. Vì vậy, người xưa vẫn thường răn dạy chúng ta phải biết cách chọn lựa, phải suy nghĩ thấu đáo, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ra một vấn đề gì, để tránh làm mất lòng, tổn thương người khác. Một lời nói có thể dẫn con người đến niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng có thể đem đến sự đau khổ. Nó có thể cứu giúp một cuộc đời, nhưng cũng có thể kết thúc một cuộc sống. Cái hay của lời nói không phải là âm thanh được phát ra, mà đến từ nội dung, cảm xúc được truyền đạt bên trong nó. Chúng ta mất một vài năm học mẫu giáo, 5 năm học tiểu học, 4 năm học trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ thông, nhưng lại mất cả đời để học nói. Nhà văn tác giả cuốn tiểu thuyết Nhà giả kim Paulo Coelho nói: những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc. Chúng ta phải học cách nói để khi nói ra không làm tổn thương người khác, không gây nghi kỵ lẫn nhau, để không phàn nàn, không phán xét, không chì chiết, để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng, để không khiến người ta nổi giận, để không mang những tiếng xấu gieo rắc trong đời. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói với những lời tốt đẹp. Làm sao để mình, để người được thanh thản? Đừng nói theo cách bới móc, rác rưởi, mà nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Trong mọi mối quan hệ đều có hai mặt của vấn đề. Để chiến thắng một cuộc tranh cãi
thì chính chúng ta đã thua. Thua gì để tranh cãi có thể dẫn đến sự bất hòa giữa hai người. Thua chính mình vì mình không kiềm chế được cảm xúc nhất thời muốn phân đúng sai. Đúng sai ra sao, cuộc đời sẽ dạy cho họ, không sớm thì muộn, họ sẽ nhận ra được bài học cho chính mình. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt, cần phải tu mỗi ngày. Tạo hóa rất công minh, khi sinh ra hai con mắt để nhìn cho thấu, hai tai để nghe cho hiểu, hai chân để đi cho xa, hai tay để nâng làm việc giúp đời, nhưng lại chỉ cho ta một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ nói những lời đáng nói, buông những lời cần buông, tu khẩu, tu tâm cho nhẹ muộn phiền. Lời nói của con người vừa có sức nặng quỷ diệt, vừa có sức mạnh hàn gắn vết thương. Khi những lời nói vừa chân thực lại chứa đựng hảo ý thì có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Quả đúng như vậy. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những nỗi buồn khổ. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của ai đó, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện trong họ, khơi gợi nảy mầm những chủng tử tốt đẹp. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như thế. Đức Phật dạy rằng, ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói. Vọng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên, chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu, ác chiêu mời quả báo. Đức Phật nói, nơi thân thể chúng ta có ba chỗ phát sinh ra nghiệp. Thứ nhất là thân, thứ hai là khẩu, thứ ba là ý nghĩ, gọi là thân, khẩu, ý. Trong đó thân có ba nghiệp ác là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý có nghiệp là tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, tà kiến. Còn khẩu có bốn nghiệp, một là nói dối, hai là nói lời hung ác, ba là đâm thọc, kích bác người này, kích bác người kia để họ mâu thuẫn nhau, bốn là nói lời thiêu dệt, có ít mình nói ra nhiều, gọi là nói lời ác độc, quyền rủa, nói những lời cay nghiệt, đó là nghiệp miệng, theo lời Phật dạy. Sống trên đời nên thận trọng với ác nghiệp, bởi vì ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa, là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp. Nhưng còn tùy vào ngữ cảnh giao tiếp, không phải lúc nào nó nặng lời hoặc lớn tiếng cũng là ác khẩu. Khẩu nghiệp chính là những khẩu nặng nề nhất trong mọi người. Trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Vết thương gây ra trên thân thể có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng gây ra bởi lời nói thì chưa biết bao giờ mới lành lặn được. Trong sách có một câu như sau: phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó, hay Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì, luôn luôn cẩn trọng cân nhắc đến hậu quả của nó. Còn người mà nói năng thô thiển, cư xử theo cảm tính, suy nghĩ cá nhân, ích kỷ, để được thỏa dạ, hạ lòng, khi hậu quả đến thì vạn phần âu lo. Con người sống ở đời mà dùng lời nói thâm độc, thô thiển, mắng nhiếc, chửi rủa, thì trước hết, chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, thiếu đạo đức,
không văn minh, trong lời nói giao tiếp, hạ thấp uy tín của bản thân. Không ai trong cuộc đời này có thể yêu thương con người như vậy được. Người thân trong gia đình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng lây nhiễm bởi những lời nói ác khẩu này. Là bậc làm cha, làm mẹ, nếu thường dùng ác ngữ đối với con cái, thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính chất bất thiện này. Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều yếu tố bất thiện, thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó. Còn nếu là phần con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc, thì chắc chắn cha mẹ thầy cô sẽ dây dứt, nao lòng. Những điều này Phật giáo gọi là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của bản thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Dù là câu nói bông lơn hay lời ác khẩu, cuối cùng đều có báo ứng tương xứng. Trong cuộc đời, có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền. Càng ít nói thì càng tốt. Bởi theo Phật dạy, đó là những lời nói gieo trồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến cho bạn hao tổn, hết sạch phước đức. Thứ nhất, tránh lời nói vô căn cứ, nói lời dối trá. Thứ hai, tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Thứ ba, tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Thứ tư, tránh lời nói ác độc, làm tổn thương người khác. Thứ năm, tránh lời nói xấu người khác. Và thứ sáu, tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại. Nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thiêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh thiệt hại hay xa lánh. Vì thế cần phải tránh xa. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên, suôn sẻ. Đức Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây ra quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của mình. Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay trở lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân, để đời đời hạnh phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham, sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ như thế nào thì con người của chúng ta cũng như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách, sao cuộc đời mình không may mắn như người ta? Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi mãi thua kém như người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui cho riêng mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường,
ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng cũng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này than phiền một ngày chỉ bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này. Bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Người xưa có câu, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương thân lục nguyệt hàn. Có nghĩa là, một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng rồng. Đức Phật đã dạy, ở đời luôn có luật nhân quả, đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại lại bạn. Bạn lừa dối người khác, cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Đức Phật còn dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên, tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. Người xưa có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng, cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ, có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân quả. Đừng nói ác khẩu hay làm chuyện hại người, soi mói, nói xấu, chửi rủa người khác chẳng làm ta tốt lên được. Vậy, tốt nhất, thay vì ngồi bới móc, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân mình. Khẩu nghiệp là loại nghiệp nặng nhất. Những câu nói vô tình có thể tạo ra nghiệp chướng vô lượng. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói của người khác, nhưng cuộc sống là của chính mình. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phúc họa tại miệng. Lời nói là vô hình, nhưng nhân quả báo ứng là thật. Sống ở đời nên biết tu khổ để tránh rước họa vào thân. Tu khổ cũng là để tích đức cho con cháu sau này. Nam mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ kính chào quý Phật tử và quý thính giả của công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, thiện và bất thiện là những phạm trù triết học được đề cập hầu hết ở mọi tôn giáo và học thuyết. Nó là hệ thống luân lý học. Nếu ta chấp nhận quan điểm thiện và bất thiện là những hành vi đạo đức hay vi đạo đức của con người, ở Phật giáo, thiện và bất thiện là hai phạm trù liên quan đến giới luật học hay đạo đức học. Nó là cơ sở đánh giá khá chính xác phẩm cách đạo đức từ suy nghĩ cho đến hành động của từng con người. Tiếp theo, mời quý Phật tử cùng quý thính giả lắng nghe bài đọc 10 thiện nghiệp và 10 ác nghiệp
để biết thêm về vấn đề thiện ác ở đời người nhé. 10 thiện nghiệp và 10 ác nghiệp. Việc thực hiện con đường đi ra khỏi tham, sân, si luôn luôn được Đức Phật quan tâm và khuyến khích chư đệ tử của mình hành trì, để từ đó các pháp an lạc được tăng trưởng và các pháp khổ đau được diệt trừ. Nếu không khéo hành trì thì không những các khổ đau tăng trưởng mà các thiện pháp cũng bị tiêu trừ. Để giới thiệu cho chúng ta một phương pháp hướng thượng, trong kinh Salayaka Trung Bộ, kinh số 41, Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta hành 10 thiện nghiệp và loại trừ 10 ác nghiệp. Trong 10 thiện nghiệp và 10 ác nghiệp, Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy tất cả đều xuất phát từ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp có 3, khẩu nghiệp có 4 và ý nghiệp có 3. Để xác chứng lại những lời dạy của Thế Tôn, chúng tôi xin tuần tự đi vào nội dung của từng ác nghiệp và thiện nghiệp. 10 ác nghiệp. 3 ác nghiệp của thân. 1. Có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đã thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. 2. Người này lấy của không cho bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy lấy trộm tài vật ấy. 3. Người ấy sống tà hạnh với các dục lạc, liên hệ đến dục tình với các hạng nữ nhân, có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gầy gò bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 4 ác nghiệp của khẩu. 1. Có người vọng ngữ đến chỗ tập hội, chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, các tổ hợp, hay đến giữa các dương tộc. Khi được dựng ra làm chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì ông biết." Dầu cho người ấy không biết, người ấy vẫn nói: "Tôi biết." Dầu cho người ấy biết, người ấy vẫn nói: "Tôi không biết." Hay dầu cho người ấy không thấy, người ấy vẫn nói: "Tôi thấy." Hay dầu cho người ấy thấy, người ấy vẫn nói: "Tôi không thấy." Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì. 2. Và người ấy là người nói hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này, đi đến chỗ kia nói, để sanh chia sẻ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này, để sanh chia sẻ ở những người kia. Như vậy, người ấy ly gián ở những kẻ hòa hợp, hay xúi dục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. 3. Và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô ác, tàn ác khiến người ta đau khổ, tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến thiền định, người ấy nói những lời như vậy. 4. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chân, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 3. Ác nghiệp của ý. 1. Có người tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình." 3. Lại có người tâm sân, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại." 4.
lại có người có tà kiến, có tượng điên đảo như không có bố thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện ác không có kết quả dị thuộc, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại quá sanh, trong đời không có các sa môn, bà la môn chân chính hành trì, chân chánh thành tựu. Sau khi tự tri, tự chứng là tuyên bố cho đời này và cho đời sau. Đấy là 10 ác nghiệp do thân khẩu và ý tạo tác. Nếu không đoạn trừ 10 ác nghiệp này thì sẽ đem lại khổ đau ngay trong đời sống hiện tại, và sau khi thân này kết thúc phải đọa vào trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như Đức Thế Tôn đã khẳng định, do nhân hành phi pháp, phi chánh đạo, có một số lớn loài hữu tình sau khi thân hoại mang, chung phải đọa đào trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 10 thiện nghiệp, 3 thiện nghiệp của thân. 1. Có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loại hữu tình. 2. Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho. Bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tới thôn làng, hoặc tới rừng núi, không cho người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 3. Từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các dục, không liên hệ đến dục tình, với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gọc bảo vệ cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 4 thiện nghiệp của khẩu. 1. Có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội hay đến giữa dương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: này người kia, hãy nói những gì ông biết. Nếu biết, người ấy nói: tôi biết. Nếu không biết, người ấy nói: tôi không biết. Hay nếu không thấy, người ấy nói: tôi không thấy. Nếu thấy, người ấy nói: tôi thấy. Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì. 2. Từ bỏ nói lời hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói với những người kia để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia sẻ ở những người kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói đến những lời đưa đến hòa hợp. 3. Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. 4. Từ bỏ nói những lời phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm. Nói đúng thời, người ấy nói những lời chân thực, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Có người không có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ rằng: ôi, mong rằng tài vật của người khác trở thành của mình. Lại có người không có tâm sân, không có khởi lên hại, hại niệm, hại ý, nghĩ rằng: mong rằng những loài hữu tình này sống không có thù hận, không có oán thù,
không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân. Người ấy có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, có bố thí, có kết quả của bố thí, có tế lễ, có cúng dường, các hành vi thiện ác có kết quả chỉ thuộc, có đời này, có đời sau, có mẹ cha, có các loài hóa sanh, trong đời có các sa môn, bà la môn, chân thành hành trì, chân chánh thành tụ. Sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho đời này và đời sau. Đấy là 10 thiện nghiệp. Nếu như chúng ta thực hiện 10 thiện nghiệp này, thì không những trong đời sống hiện tại được hạnh phúc, an lạc, mà sau khi thân này kết thúc, sẽ được sanh vào cảnh giới an lành. Như Đức Thế Tôn đã tuyên bố, do thân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo. Ở đây, một số lớn loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện phú, thiện giới, đời này. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, tập 2, Phẩm Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn khẳng định rằng đối với ác nghiệp này, tỳ kheo nào thành tựu bốn pháp, tự mình làm, khích lệ người khác làm, chấp nhận làm và tán thán làm, sẽ bị rơi vào địa ngục. Nếu tỳ kheo nào thành tựu bốn pháp, tự mình từ bỏ, khích lệ người khác từ bỏ, chấp nhận từ bỏ và tán thán từ bỏ, thì sẽ sanh lên cõi trời. Giáo lý duyên khởi đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy. Khi cái này có mặt, cái kia có mặt. Khi cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Khi vô minh xuất hiện thì ái, thủ đều xuất hiện. Khi vô minh diệt thì ái, thủ cũng theo đó mà diệt. Như thế, chúng ta có thể xem 10 thiện nghiệp này là các nhân tố của vô minh đưa con người đến hố sâu tội lỗi, gây ra khổ đau cho bản thân, cho gia đình và làm rối loạn cho xã hội. Hậu quả của 10 ác nghiệp ấy sẽ là hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay tán loạn ý tán tâm, hoặc tai hại từ vua, hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan, hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai tiêu đốt. Khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Pháp Cú 138, 139, 140. Khi thấy rõ sự nguy hiểm của 10 ác nghiệp, Đức Phật khuyên chúng ta nên xuất ly chúng và thực hành 10 thiện nghiệp để đem lại an lạc cho tự thân, gia đình và góp phần an lạc cho quê hương và thái bình cho xứ sở. Xã hội ta ngày nay đang trên đà phát triển về mọi mặt, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. Thế nhưng, sự khủng hoảng về tinh thần không phải là ít. Chẳng hạn như nạn tham nhũng, ma túy, rượu chè, cờ bạc, mại dâm vẫn luôn luôn là vấn đề nóng bỏng cần được giải quyết. Nếu thật sự thấy được sự nguy hiểm của 10 ác nghiệp, chắc hẳn rằng con người sẽ hành 10 thiện nghiệp vì sự an lạc của đời này và đời sau. Kinh Pháp Cú dạy: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nối lên hay hành động, với tâm ý thanh tịnh, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Làm được như vậy thì các cá nhân sẽ có phần đóng góp ý nghĩa và quan trọng cho sự nghiệp phát triển xã hội ta trong hiện tại. Nam mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ kính chào quý Phật tử và quý thính giả của công ty truyền thông Phật giáo Thành Đạt Media. Chúc quý thính giả có một ngày thật thư giãn và luôn an lành trong cuộc sống. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong xã hội ngày nay, mọi người đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao. Họ đều thích theo đuổi những gì tốt nhất trong tâm trí của họ. Nhưng sự thật là khi đạt được những thứ họ muốn, trong lòng họ cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Chính vì vậy, để cuộc sống trở nên dễ dàng và hạnh phúc, chúng ta nên bắt đầu từ việc làm giàu từ trái tim mình, thay vì so sánh,
và theo đuổi một cách mù quáng những thứ cao sang, thì chúng ta thử tìm niềm vui với những thứ đơn giản xung quanh mình xem sao. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả lời Phật dạy về 10 chân lý của cuộc sống, giúp quý thính giả hiểu được đạo lý nhân sinh và cũng là những câu nói giúp quý thính giả có sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình. Quý thính giả thân mến, thế giới muôn hình vạn trạng, nếu đòi hỏi những vật chất quá mức sẽ khiến bạn kiệt quệ. Ngược lại, cứ sống đơn giản, trân quý những gì đang có, kể cả những thứ nhỏ nhất, biết yêu thương và cho đi, cuối cùng bạn sẽ hạnh phúc cả đời. Càng trải nghiệm cuộc sống, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản hơn, và càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Làm người kỳ thật không nên để tư tưởng quá phức tạp, chỉ cần có độ trí tuệ đơn giản thì con đường đời sẽ rời xa thống khổ và bi thương. Trong cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước. Nhưng khi kết thúc sinh mệnh, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích. Dưới đây là 10 chân lý của cuộc sống, giúp bạn hiểu đạo lý nhân sinh và cũng là những câu nói giúp bạn có sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình. 1. Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Đời người gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp. Tâm linh một khi nặng thì sống cũng mệt mỏi. Nên bỏ đi những ký ức không tốt đẹp trong trí nhớ, sống một cuộc sống vui tươi, an hòa cùng mọi người. 2. Sống trên đời cũng đừng quá so đo tính toán. Cổ ngữ nói, trong sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu. Tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời. Nó khiến người ta sống sung sướng, thoải mái và bình an, khỏe mạnh. 3. Người đến khi có tuổi nhất định phải để tâm được thanh thản, ít một chút giận dữ, nhiều một chút sảnh sang. Thân dồi nhưng tâm nhàn là những điều không dễ dàng đạt được. Nhưng thân dồi mà tâm cũng dồi thì tất sẽ sinh ra loạn. 4. Chẳng phải người ta vẫn nói biết đủ thường vui sao? Sở dĩ người ta vui là bởi vì cái tâm không bị vướng bận. Tuy rằng của cải vật chất không quá nhiều, tâm lượng sung túc, rộng lớn chính là tài phú thật sự của đời người. 5. Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người ngắn ngủi không cần phải nuối tiếc những việc đã qua. Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc. Buồn thì một ngày cũng trôi qua. Vui thì một ngày cũng trôi qua, cho nên đừng để tâm vào những chuyện quá vụn vặt, nhỏ nhoi. Hãy để tâm được thoải mái thì thân thể mới thoải mái. 6. Con người sống trên đời kỳ thật cũng không cần nhiều thứ lắm. Chỉ cần sống khỏe mạnh, chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là một cuộc sống giàu có, sung túc. 7. Giữa người với người chính là một loại nhân duyên. Giữa tâm với tâm chính là một loại giao lưu, chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm cần một loại tha thứ. 8. Giữa người với người phải trao cho nhau tình yêu thương đồng loạt, phải vui với việc giúp đỡ người khác. Bởi vì khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, trên tay bạn sẽ còn lưu lại hương thơm. Yêu thương người khác kỳ thực chính là yêu thương mình. Hãy đem tình yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim của người khác. Lúc ấy, bạn chính là những tia nắng ấm áp của mặt trời. 9. Thế gian quá rộng lớn, mà lòng người lại quá phức tạp. Sao có thể không gặp phải tiểu nhân? Cõi hồng trần rất thâm sâu, mà người trần lại ưa thích những điều hào nhoáng, phù hoa. Sao có thể không gặp chuyện phiền lòng? Nghĩ phải đơn giản một chút, bởi vì sống trên đời phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Coi nhẹ một chút, bởi vì trên đỉnh đầu còn có một bầu trời xanh. 10. Phải biết trân quý người bên cạnh mình, bởi vì mỗi một thời,
một khắc ở nhân gian ngày càng ít đi, cuối cùng còn phải chia lìa. Không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hương thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau mới là quan trọng. Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi đã đánh mất đi rồi thì tìm đâu cũng không được ai nữa. Cuộc đời này còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước, nhưng được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích. Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ, thu mình, không ồn ào, đủ chênh vênh nhưng cô độc? Có rất nhiều. Đó là khi con người nhận ra họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên. Trong cuộc sống hiện đại, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng hạnh phúc là phải có nhà từng, xe sang, điện thoại xịn, có địa vị. Dùng mọi phương cách và thủ đoạn để đạt được những thứ này, nhưng cuối cùng, có mấy ai được hạnh phúc? Có một câu chuyện ngụ ngôn phương Tây kể rằng, có một vị vua có cuộc sống xa hoa, những báu vật và phụ nữ đẹp nhất thế gian đều thuộc về ông ta. Nhưng ông ta vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Nên nhà vua đã sai người đi tìm về cho mình hạnh phúc. Nhà vua gọi tất cả các quan trong triều lại và nói: "Các ngươi hãy đi tìm người hạnh phúc nhất trong đất nước này, rồi mang áo người ấy về đây để ta mặc, để ta cảm nhận sự hạnh phúc." Nói xong, vua sai các quan đi tìm. Cuối cùng, một vị quan trong triều cũng tìm thấy một người đang hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, vị quan này đã báo cáo với nhà vua rằng không thể lấy lại chiếc áo mang lại hạnh phúc cho nhà vua từ người này. Nghe vậy, nhà vua bực bội quát mắng: "Làm sao có chuyện này được? Ta là đường đường vua của một nước, tại sao không lấy được áo của người này?" Vị quan run rẩy đáp: "Dạ thưa vua, người rất hạnh phúc là một người rất nghèo, ngay cả áo mặc trên thân anh ta cũng đang rách rưới ạ." Qua câu chuyện trên, chúng ta có thể cảm nhận được rằng người giàu có đầy đủ mọi vật chất, hàng ngày ăn sơn hào hải vị cũng chưa hẳn là người hạnh phúc nếu họ không biết quý trọng những gì mình đang có. Ngược lại, người ít của cải vật chất nhưng biết quý trọng, nương niu và hài lòng với những gì mình đang có, thì họ vẫn luôn cảm thấy vui vẻ và thật sự hạnh phúc. Có thể thấy, hạnh phúc thực sự xuất phát từ nội tâm con người, chứ không phải những thứ vật chất bề ngoài. Hạnh phúc thật sự rất đơn giản, và càng ít đòi hỏi trong cuộc sống thì bạn càng hạnh phúc. Thế giới muôn hình vạn trạng, nếu đòi hỏi những vật chất quá mức sẽ khiến bạn kiệt quệ. Ngược lại, cứ sống đơn giản, trân quý những gì đang có, kể cả những thứ nhỏ nhất, biết yêu thương và cho đi, cuối cùng bạn sẽ hạnh phúc cả đời.